Ờ, trong các buổi vấn đáp với những gì mà sư chia sẻ cho tính chúng theo quan sát của con để tự tin tư duy sắc bén với chú Thôi khen rồi thôi ha, để qua bên đi rồi hỏi nè là trước buổi livestream à, sư có đọc trước câu hỏi để lập trình đáp án trong đầu hay không à, từ khi xuất gia đã thọ giáo với những vị sư lớn nào tu tập với hội chúng nào thời gian bao lâu à, đáp y cà xa được bao lâu à, làm để tìm và có sự bận rộn nhằm tránh sự nhàm chán buồn tẻ của đời tu sư đã được thầy bạn khích lệ an ủi hay tự mình an ủi khích lệ tiếp theo mạnh mẽ ở còn non yếu bước chân vào đạo rồi khi nào sư từ khi nào sư cảm thấy tự tin học hiểu của mình đưa lên youtube từ bao giờ sư đã có thể tự học một mình để chia sẻ thời khóa hiện tại sư tự lập ra cho mình À, rồi để tiến thân trên con đường công danh sự nghiệp trong đạo việc ấn thân trong chốn phật trường và nỗ lực đó là rất đúng đắn à, sư sư chia sẻ mặt lợi và mặt hại à, cái người hỏi câu này sư biết chắc là ở Việt Nam mà không phải là ở các nước phương Tây hoặc là ở Mỹ tại sao ở Mỹ quý vị không có được hỏi những câu như vậy tại vì nó mang tính chất là à, cá nhân mang tính chất cá nhân thông tin cá nhân ví dụ như hỏi tuổi nè hỏi những cái thông tin mà liên quan cá nhân như vậy đó thì ở mỹ và các nước phương tây họ rất là tôn trọng rất là tôn trọng cái vấn đề riêng tư cá nhân cho nên những câu đó thường chúng ta không có hỏi à, còn cái chuyện mà chuẩn bị trước thì xin nói nó kỳ Chứ còn cái phần vấn đáp là cái phần dễ nhất trong tất cả quý vị quý vị biết không có nghĩa là đó thứ nhất là phần vấn đáp sư tương đối thoải mái cái tâm lý tâm lý của các sư là rất thoải mái à, cái thứ hai là cái nội dung nó dễ nó không có chuyên sâu nó không có những câu chuyên sâu nó khó lắm ít lắm quý vị họ toàn hỏi mấy cái chuyện đời mà à, rồi à, cho nên là sư có đọc qua có đọc qua và một số vấn đề thì nếu cần sư có thể xin nốt lại để tránh tránh nó quên à rồi ờ, còn cái nguyên nhân mà sư có cái những cái buổi vấn đáp này đó là do ban đầu á ờ, sư có tham dự cái những cái buổi pháp đàm của um, giáo hội nhưng mà nói thiệt như những buổi pháp đàm đó nó, nó hạn chế nhiều mặt lắm thứ nhất á À, là quý vị ngại, ngại đặt câu hỏi, phật tử ở dưới cả ngàn người mà ngại đặt câu hỏi. À, thành ra cái số lượng câu hỏi nó có giới hạn. Cái thứ hai đó là cái kiểu um, giáo thọ sư thì đông lắm. Một buổi pháp đàm như vậy á, có năm, sáu vị, 10 vị. Thành ra mỗi một vị như vậy á, chỉ có thể trả lời chừng có một vài câu thôi, hai hoặc ba câu. Đã vậy cái thời gian nó bị giới hạn chừng 3 phút. Pháp đàm tại chỗ đó, những khi cái hỏi gì về cái gõ lên máy gửi mail thì nó nó có thời gian suy nghĩ hơn đó cho nên nó là cái cái nội dung đó, nó cũng không có phong phú bằng cái việc của gì gọi gửi câu hỏi lên à, và khi mà sư ngồi sư nghe các vị khác trả lời đó, thì có nhiều câu sư không đồng tình hoặc là sư muốn góp ý thêm nhưng mà cái cái nó nó vậy đó À, cho nên là mình không có thoải mái chính bởi vì như vậy sư về và sư thấy là cái nhu cầu à, vấn đáp của quý vị rất là lớn mà quý vị không biết hỏi ai thành ra sư mới mở cái chương trình à, vấn đáp này. Ha. À, còn cái nguyên nhân mà sư mở YouTube á ban đầu là sư mở những cái lớp giáo lý à, lớp giáo lý à, Phật pháp nền tảng ở chùa á, là do sư cả à, mở ra và ban đầu á, là sư chỉ thu lại thôi, sư thu lại, sư biên tập rồi sư à, nó cần phải có một chỗ để lưu thành ra là sư lưu nó lên trên YouTube bởi vì YouTube nó không giới hạn số lượng video sư lưu lên trên đó rồi thì sẵn là chia sẻ rồi sau khi mà cái lớp à, kinh nó à, hết à, cái cái lớp à, ở chùa à, chấm dứt thì à, sư vẫn tiếp tục và duy trì cái à, việc à, dạy này và nó trở thành hình thức online ừ. À, còn cái vấn đề câu hỏi là tiến thân trên con đường công danh sự nghiệp trong đạo thì nó khác với ở đời quý vị à, à sư nghe rất là rất nhiều thì nó kỳ nhưng mà sư nghe một vài vị à, phải à, chạy đầu này đầu kia à, để à, ráng có một cái vị trí thì sư thấy nó kỳ lắm tại vì À, có lẽ là sư được à, Ngày cả Chủ kỳ nâng đỡ rất là nhiều Mà sư không bỏ ra một cái gì hết Sư chỉ cần lao tu thôi à, Đề cử sư vào giảng sư đoàn Và Cái việc còn lại Sư không cần phải lo Phải thế này thế kia Để lấy lòng người này người nọ thì không có Thành ra khi mà sư nhìn những vị Mà phải chạy tới chạy lui á, sư thấy tội nghiệp lắm Đấy rồi cho đến cái chuyện là học hành thi cử bằng cấp Thì quan điểm của sư á Và đây cũng là thầy của sư cũng dạy cho sư Đó là gì? Đi học trung cấp Phật học Mấy năm Lên cao cấp mấy năm Rồi qua cái giảng sư Học giảng sư mấy năm Tổng cộng lại là hơn 10 năm Mà trong cái số đệ tử Mà đi ra khỏi những cái trường lớp Mà thầy của sư dạy á Mười mấy năm như vậy á ra chữ nghĩa trả lại thầy hết trơn à. à rất là hiếm những vị nào mà đi học trong đó ra mà có thể thành đạt à, thành ra làm um, sư đi theo cái hướng thực dụng thực tế thực tiễn xài được và xài được liền à, chính bởi vì như vậy thì cái thời gian mà nó gọi là ủ của sư á, nó nó ngắn hơn những vị khác và sư cũng không có khuyên là mình phải chạy theo con đường công danh sư nói thiệt nghe à, bây giờ có vị nào mà handle dùm cái vụ này handle dùm cái vụ này sư nghĩ khỏe là sư mừng lắm khỏi à. phải dạy dỗ gì hết sư nghĩ khỏe sư mừng lắm à. À, cho nên là sư thì sư không khuyến khích tùy thưa quý vị à, có những người đó như sư nói có những người học mười mấy năm mà ra không xài được có những người đi du học thái du học miến về không xài được nhưng sư không có qua đủ cả nắm nha có những vị giỏi nhưng số lượng vị giỏi nó không có nhiều à, và phải nói là cái việc hiểu biết của sư là sư nhờ hai vị sư nhờ rất là nhiều vị nhưng mà trong đó hai vị rất là lớn một á, là ngày cả là người đỡ đầu và dạy dỗ sư rất là nhiều trong con đường tu À, cái thứ hai đó à, là ngày giác nguyên nhờ những cái lớp kinh tạng nhờ những lớp kinh tạng mà từ cái thời đầu vừa mới xuất gia thì nhờ những lớp kinh tạng đó mà sư mau chóng lấy được kiến thức căn bản kiến thức nền tảng và mau chóng có được một cái nguồn kiến thức dồi dào mà sư sẽ tìm được ở trong kinh tạng đấy và đương nhiên là còn có những vị trưởng lão khác À, sư học ở vị này vị kia đấy cái, bổ sung một chút cái vụ mà tự học này nè tức là đến bao giờ mà mình nhìn vô một cái tài liệu nào đó mà mình có thể mường tượng nó ra à cái này chắc đúng nè à, cái này chắc sai thì khi mà mình mường tượng nó chắc đúng mình có thể tìm được tài liệu gốc trong kinh điển để mình so Và cũng vậy mình dành mình tưởng tượng mình nói chỗ này nghi ngờ quá mình kịp thể mường tìm được đâu trong đó trong kinh điển để mình biết được cái đó sai ở đâu ở năm trước đó, năm trước có vị sư cũng nói với sư tôi giờ tôi tôi học tôi, tôi, tôi mới hỏi ông đâu đơn giản thôi. đâu sư phân chia tâm tạng cho tôi coi không, không biết <laughs> tôi tìm tạng với lời cho đăng kinh đăng luật tặng luận À, trong đảng kinh mới có bộ nào trung bộ trường bộ ông ngỗng chi không được thì đừng có nói học một mình là làm sao kiếm tài liệu thì khi nào mình mượn tượng được lúc đó mình ở mình học mình được rồi đó thì cái, cái câu làm sao mà gọi là vững à, thì với cái tiêu chuẩn của sư nhé với tiêu chuẩn của sư là mình nhìn vào một cái đoạn văn bản nào đó mình biết được cái đoạn văn bản này nó có đúng chánh pháp hay không Và cái tiêu chí để mình dựa vào là mình có bằng chứng là nó đúng chánh pháp hay không Chứ không phải là do à, tôi tin hoặc do tôi nghĩ như vậy thì đó, không phải. Có lý. À, phải Không phải nghe nó hợp lý, nghe nó xua tay, không phải Mà mình có tài liệu mình chứng minh, có dữ liệu mình chứng minh, mình đối chứng để mình biết Cái này nó đúng chánh pháp hay là không biết thì biết nó cái đó đúng rồi đó mình đọc qua rồi đó nhưng mà cũng phải môi trong tạng ra son cái nữa mới mới dám chắc thì kiếm cả buổi luôn quý vị biết là như hôm nhôm bữa hai hai ông hai ông sư ngồi gọi là tranh luận với nhau về một cái vấn đề mà sư phải ngồi á ban đầu ông này ông ông nói ông nói sai sư phải dò sư chứng minh là ông sai để mà sư đưa ra cái bằng chứng ở trong kinh tạng rồi sau đó ổng đưa ra thêm một vấn đề nữa nhưng mà sau làm sao có chuyện đó được thì sư phải tìm ở trong sư phải lục tài liệu sư mò ra để chứng minh chứng minh cái gì chứng minh là sư sai đầu tiên là sư phải dò tài liệu để sư chứng minh là ổng sai lần thứ hai sư phải dò tài liệu để sư chứng minh là sư sai ấy thành ra đó mình phải có khả năng đó thì đó là tiêu chuẩn nên cái người mình học về giáo lý á cái điều đầu tiên là mình đừng bao giờ tưởng mình đúng đừng bao giờ cho mình lúc nào cũng đúng á là sao cái đó là chết liền phải phân cân không biết mình có sai chỗ này hay không thì nó mới được còn mà lúc nào cũng nghĩ mình đúng là thua luôn á đi chất quốc